Nam giới giới thiệu với anh em đây là con Satria nghe nè. Xe dọn phun mới. Mâm mẻ vỏ ruộng heo. Quay sơ chi tiết qua cho anh em xem coi. Xe này là biển số Bến Tre luôn nha anh em. Xe Satria 99 đầu 39. Hải quan chính ngạch. Xe lúc trước mình có chia cho một anh em á anh em. Sau này anh em đổi xe khác rồi chia lại cho mình. Anh em nào có cần thì liên hệ mình nha anh em. Xe thì xe này là mình dọn full mới. Đồng hồ cùm thôi. Yên. Đây, đây bên trong. Máy móc bao im cho anh em luôn. Số khung số máy rõ nét nè. Này xài bánh mâm hai đĩa nha anh em. Máy móc thì kim rôn, chìa khóa còn hai chìa. Này thành phố Bến Tre mình ra tên trong ngày luôn nha anh em. Còn anh em tỉnh khác thì mình rút sơ cho anh em trong vòng khoảng từng đổ lại nha anh em, không có lâu. Máy móc nhẹ, êm. Máy móc thì ok nha anh em. Theo anh em đi lâu hay đi mau thôi. Ba quay đầu cho anh em luôn. Tùy theo anh em mình phương lượng nha anh em. Đây, giấy. Hải quan chính ngạch. Đây, Satria hải quan chính ngạch. Xe này nó mắc hơn 110 xíu rồi nha anh em. Mình ra đi con này với giá 180 mấy triệu. Gần 190 triệu nha anh em. Chi tiết anh em cũng đã xem hết rồi, anh em nào có cần thì alo liên hệ mình nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ rất nhiều luôn nha. Thì hiện tại là mình còn chiếc này nữa là hết xe nha anh em. Để có mình về mình đăng tiếp nha anh em.